Xilin City Phan Thiết Mũi Né là một nơi nghỉ dưỡng thật lý tưởng và có một sân golf 18 lỗ lớn nhất Đông Nam Á. Thì ở đây rất là nổi tiếng. Tuy là mình ở cách Xilin City này nó chưa đầy 10 km, nhưng mình chưa một lần tới đây. Hôm nay là lần đầu tiên mình đến đây, cho dù trước kia là mình đã xây dựng trong này. Thì hôm nay mình đến đây thì mình thấy cái quang cảnh, cái khu nổi tiếng này thì rất là tuyệt vời, cho nên mình cùng mọi người để khám phá tham quan cái khu Xilin City Phan Thiết này nó sẽ ra sao và nó đẹp như thế nào nha. Thì xin mời tất cả mọi người theo chân mình mà cùng khám phá Xilin City Phan Thiết Mũi Né nha. Rồi, ok. Mình sẽ đi bộ tới chỗ khu ăn nha mọi người. Bên kia là biển. Ủa, không có được. À, bên kia. Mình sẽ cho mọi người coi nha. Hết thiền mọi người, hết thiền không mọi người. Rồi mọi người, à tiếp tục cuộc hành trình đi thôi mọi người. Đây là một cái đồn của mình nha mọi người. Đây. Đây là một cái hàng cây rất là xanh mát luôn. Xilin. Xilin tới. Không phải xi mình nha mọi người. Xi khác. Mà như hình như là xi mình hay sao. Cũng không phải hay đâu. Đây có nhiều cây dừa rồi các bạn. Hiện tại bây giờ mình đang đến thành rượu vang của Xilin các bạn. Đây là một cái tước và cây xanh mát mẻ. Đây là một cái vườn hoa hồng. Đây. Đây là một cái vách của hầm rượu. Một cái vách rất lớn. Đây. Thì mọi người, hiện tại bây giờ mình đang ở trên một cái hầm rượu. Đây. Xilin City. Rất là to và rộng lớn, bao quét xung quanh. Mọi người. Rất nhiều người chụp tham quan. Cây mọc xanh. Đây. Giờ mình sẽ đi vào tầng hầm nha mọi người. Mệt lắm, mấy gì? Lạnh. Mình tập trung vào bên trong này. Đây là một cái lửa giả đấy. Xin nó xạo lắm nhưng mà đây, rất lớn các bạn. Hầm rượu mà cái giếng, giếng rất sâu. Rượu đấy là con bé lưỡi kiếm lưỡi đồ không ạ? Anh em ăn không? Nên ăn đi nha. Ăn giả đấy.
Đưa muỗng em ha. Nha. Đó hả? Thì tao uống nè. Sợ mà đường đó. Đường đó sẵn bên đó. Chào mọi người. Thì hiện tại bây giờ mình đem đi uống cà phê nha. Thì đây là khu cà phê tại Xuân Linh đây. Nhà hàng mình ăn ở trong kia sân. Bây giờ mình xếp ra làm cái cà phê. Nha. Cà phê nó cũng có cảnh đó đẹp. Ngoài kia cũng có biển nữa. Mình xin ra thay biển cho các bạn coi nha. Hai biển đó các bạn. Đây, bán nét là cái đó. Đây, mình thấy được một cái... Đây là cái một cái sảnh chờ của đường vào Xuân Linh thành phố Phan Thiết nha mọi người. Đây là một cái... Đây là một tức là một cái hồ cho cá. Đây có lục bình luôn kìa. Đây rất nhiều. Đây rất khung cảnh, rất đẹp. Mấy con cò cũng tưởng kìa. Con cò cũng tưởng. Đấy, thì cá xinh đấy. Giờ đến đâu. Mọi người, dòng thác rồi mọi người. Có cái đèn dây xích luôn này. Đây. Cái bảng coi nè. Cái bảng này. Vui lòng không ngồi cho mọi người thấy cảnh biển nha. Biển thấy chiếc thuyền mọi người. Thuyền phía xa xa kìa. Chiếc biển mọi người. Trời ơi trời. Biển. Đây là cái đường vô lại khách sạn Xuân Linh nha mọi người. Và rất nhiều người chờ ăn. Cũng đã đến giờ mọi người đưa đoàn đi xuống tắm biển nha. Video đến đây thì mình cũng tham quan qua những cái cảnh đẹp như vậy rồi. Thì video đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin hẹn gặp lại các bạn những video sau nha. Rồi chào tạm biệt. Mọi người cảm thấy video hay, đẹp thì nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Rồi bye bye, chào tạm biệt mọi người. Bây giờ chúng mình đi xuống biển, chuẩn bị đi tắm biển này mọi người. Bye bye, tạm biệt mọi người nha.